Hà Nội, một học sinh lớp 4 điện giật tử vong khi học trực tuyến. Trong khi học trực tuyến, một học sinh lớp 4 ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân bị điện giật tử vong. Trao đổi với phóng viên Dân Trí chiều nay, mùng 10 tháng 9, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết đang xác minh sự việc học sinh tiểu học tử vong khi đang học trực tuyến. Cũng theo ông Tiến, theo báo cáo ban đầu của Ủy ban Nhân dân phường Hạ Đình, nạn nhân là cháu Hoàng Hải Đê, sinh năm 2012, địa chỉ tại phố Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Cháu Hải Đê hiện là học sinh của trường tiểu học Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội. Cũng theo báo cáo trên, cháu Đê ở nhà cùng em gái, bố vừa đi ra ngoài có việc riêng. Trong khi học, cháu dùng kéo, không có cán nhựa, phóng viên chọc vào ổ cắm điện và bị điện giật tử vong. Trao đổi với phóng viên Dân Trí chiều nay, đại diện ban giám hiệu trường tiểu học Thái Thịnh xác nhận có sự việc trên. Chia sẻ thêm với phóng viên, đại diện ban giám hiệu nhà trường cho hay, thông thường lớp trường và cô giáo chủ nhiệm sẽ điểm danh vào đầu giờ học trực tuyến. Tuy nhiên, ở buổi học trực tuyến sáng nay của lớp MD, do mạng lỗi nên nhiều học sinh bị văng ra rồi đăng nhập lại nhiều lần nên việc điểm danh rất khó khăn. Vì thế, đến khoảng 11 giờ trưa, cô giáo chủ nhiệm mới biết được sự việc. Hiện ban giám hiệu nhà trường đang đến nhà của học sinh trên nhưng do gia đình đang bối rối nên lãnh đạo nhà trường cũng đang chờ đợi và chưa nắm cụ thể nguyên nhân tại sao. Đại diện nhà trường cho hay, được biết sau ngày khai giảng, mùng 6 tháng 9, học sinh công lập trên địa bàn Hà Nội học trực tuyến. Trao đổi thêm với phóng viên Dân Trí, ông Phạm Xuân Tiến cho biết, ghi nhận những ngày đầu năm học bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn Hà Nội, có tình trạng một số học sinh ở một số trường bị văng ra. Nguyên nhân của tình trạng này có thể do thiết bị hoặc đường truyền. Đặc biệt, khi học trực tuyến nhất là với cấp tiểu học, ông Tiến cho rằng học sinh rất cần sự đồng hành của phụ huynh. Phụ huynh đó có thể là bố mẹ, ông bà, anh chị, tùy điều kiện của mỗi gia đình để giúp trẻ có kỹ năng trong học trực tuyến, đồng thời quản lý học sinh quen dần với phương thức học.